Đó, từ cái trên công viên này các bạn được review xuống tận bãi Tử Long đó. Tôi sẽ có lúc phải tìm một cái con đò nhỏ. Thế rồi đi luồn lách vào trong cái làng chài đấy. Cái làng chài này cũng phải hàng nghìn dân vạn chài đấy. Có người thì người ta có nhà ở trên bờ, nhưng mà phần lớn là người ta ở đấy luôn. Ai là giàu có thì người ta mua đất, người ta làm nhà ở trên bãi trên đất liền ấy, cũng không ai cấm. Đó, các bạn nhìn thấy đấy, toàn bộ cái khu này ấy. Có tinh thần thể dục rất lớn, chạy xung quanh này. Bây giờ chúng ta đi tìm một con đò nhỏ để xuống thăm cái làng chài đấy nhá.